Tối 1 tháng 11, đêm nhạc cùng em vượt lũ đã quyên góp được hơn 2,1 tỷ đồng nhằm giúp học sinh Quảng Trị được tiếp tục đến trường. Chương trình diễn ra tại nhà hát VOH Music Quang, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ. Đêm nhạc do ca sĩ Ngọc Mai, Đinh Hương, Thảo Trang và hai người bạn học sinh phổ thông cùng quê Quảng Trị đứng ra tổ chức, vận động quyên góp nhằm giúp các em học sinh tại quê nhà vượt qua bão lũ, tiếp tục đến trường. Đêm nhạc cùng em vượt lũ có sự tham gia của các nghệ sĩ như Vân Khánh, Quang Linh, Ngọc Mai, Phương Thanh, Thảo Trang, Đinh Hương, Phan Mạnh Quỳnh, Trung Quân Idol, Anh Tú, Bùi Công Nam, KICM, ABG, Rio, v.v. Ngoài mang đến khán giả một không gian âm nhạc, cùng em vượt lũ còn mang đến tiết mục đặc sắc Sức Mạnh Đôi Tay do nghệ sĩ Quốc Cơ Quốc Nghiệp biểu diễn. Dịp này, hai hoàng tử xiếc đã đóng góp bộ áo dài truyền thống đã từng mặc tại chung kết Britain's Got Talent cho phần bán đấu giá gây quỹ ngay trong đêm nhạc được 250 triệu đồng. Ca sĩ Ngọc Mai cho biết hôm nay ngày 2 tháng 11, nhóm sẽ đi ra Quảng Trị để chuyển những yêu thương của các nhà hảo tâm đến các em học sinh. Chương trình đã kết nối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị để khảo sát và trao quà là sách vở, ba lô cứu sinh tặng cho 600 em của 20 trường bị ảnh hưởng nhiều do bão lũ. Ngoài ra, chương trình còn dành chi phí cho một trường bị thiệt hại nặng nề nhất để cải tạo lại trường. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.